Mong ước của nàng là muốn được sáng mắt, cho nên đó cũng là mong muốn của con. Cũng có cách, nhưng phải đánh đổi nhiều lắm con à. Vì nàng, con có thể đánh đổi mọi thứ. Nếu như tìm được nữ thần rừng và cầu xin, biết đâu thần sẽ cứu. Nữ thần rừng là người cai quản các loài cỏ cây nên tinh thông y thuật. Ai may mắn gặp được có thể xin thuốc trị bách bệnh, hồi sinh người chết. Trương Chi quyết tâm vượt núi băng rừng để tìm nữ thần rừng xin thuốc cứu mỹ nương. Chàng phải vượt qua bao khổ ải và vất vả, không ngại sương gió, nhưng vẫn chưa gặp được nữ thần rừng. Các bạn có biết nữ thần rừng ở đâu không? Làm ơn chỉ cho tôi với. Làm sao đây? Nếu ta không hiểu các cậu muốn nói gì, thì làm sao ta tìm được nữ thần rừng? Người có thể đưa ta đến gặp nữ thần rừng không? Tiểu thư thế nào rồi? Bẩm lão gia, tiểu thư vẫn chưa tỉnh lại. Thầy thuốc nói tiểu thư tâm bệnh nặng nên thể trạng đang yếu dần. Nữ thần rừng ơi, xin người hãy giúp đỡ tôi. Người phàm kia, người cũng có tấm lòng đó, có thể cảm hóa muôn thú để dẫn đường đến gặp ta, lại còn phá giấc ngủ của ta. Người muốn gì? Dạ, xin nữ thần rừng hãy rủ lòng thương cho tôi chút thuốc để cứu mị nương, giúp nàng sáng mắt trở lại. Tại sao ta phải giúp người chứ? Dạ, tôi xin làm bất cứ điều gì để có được thuốc cứu nàng. Nàng là mị nương. Ta biết rồi, tình yêu thật đẹp, nhưng lòng người thật khó lường. Vấn đề là, ta không thể cứ cho người thuốc mà đi về, phải có điều kiện. Tôi không có tiền bạc gì cả, nhưng tôi có sức khỏe, người có thể sai bảo tôi làm bất cứ việc gì. Tiền bạc thì có nghĩa gì? Cái ta cần là một trái tim. Người nói vậy là sao? Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, để đổi lấy đôi mắt của mỹ nương, ta cần có trái tim của ngươi. Tôi... Hãy mau quyết định đi, không thì ta đi đây. Hãy khoan. Được, tôi xin chấp nhận trao đổi. Trái tim ngươi thật đẹp đẽ và trong sáng. Tình cảm của ngươi dành cho mỹ nương thật thuần khiết. Đây là tình yêu của ngươi dành cho mỹ nương. Ngươi hãy vào động kia, dùng mọi cách để chăm sóc cho cái cây này lớn lên, nở hoa, rồi đem hoa đó về cho mỹ nương ngửi. Tức khắc, nàng ta sẽ sáng mắt, khỏe mạnh trở lại. Dạ, đa tạ nữ thần. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Ta chưa nói hết. Sau khi ngửi hoa. Dạ sao ạ? Sau khi khỏe lại, mỹ nương sẽ mất hết ký ức về ngươi, không còn nhớ gì về một kẻ tên là Trương Chi nữa. Nên đương nhiên là cũng không còn tình yêu nào cho ngươi nữa. Ngươi hãy nghĩ kỹ lại đi. Nếu ngươi đưa tình yêu này cho mỹ nương khỏe lại, nhưng trái tim ngươi có thể sẽ đau đớn, tan nát cõi lòng mà chết. Và sau đó, ngươi có chết thì mỹ nương cũng chẳng biết ngươi là ai. Tôi sẽ nhận lấy. Tôi chấp nhận tất cả điều kiện mà ngươi vừa nói.
Làm sao bây giờ? Phải có nước cưới. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để tình yêu của ta và Mỹ Nương chết héo được hay sao? Khoan đã. Nếu nó là tình yêu của chúng ta thì... Cập ơi, Cập ơi, cây đã ra nụ rồi đây nè. Khá khen cho ngươi Trương Chi, ngươi đã làm đóa hoa nở rồi. Dạ thưa nữ thần rừng, có phải tôi có thể đem hoa về cho Mỹ Nương được rồi không? Có điều, ngươi hãy nhớ, đây là tất cả sinh lực của ngươi, tình yêu của ngươi, lẽ sống của ngươi. Nếu ngươi không thể làm cho Mỹ Nương yêu ngươi trở lại, thì trong vòng 3 ngày, ngươi sẽ chết. Dạ, tôi đã hiểu rồi. Xin đa tạ nữ thần. Để cứu được Mỹ Nương, tôi chấp nhận bất cứ giá nào. Xin hãy đưa ta trở về nào. Xin cảm ơn Cọp, ơn này ta sẽ không bao giờ quên. Tiểu thư tỉnh lại rồi. Trương Chi, chàng đâu rồi? Ta mơ thấy điên sao của chàng. Dạ dạ, em sẽ mời anh Trương Chi ngay. Dạ xin ngài hãy để cho tôi thử. Đây là thuốc mà nữ thần rừng đã ban cho tôi. Được, ta hứa với ngươi, chỉ cần con gái ta khỏe mạnh trở lại, ta sẽ đồng ý tất cả. Ngài đừng lo, tôi chỉ cần cô ấy khỏe mạnh lại, những gì còn lại hãy thuận theo ý trời. Đây, con có nhìn thấy cha không? Dạ có, con có thấy. Như là con vừa ngủ mê một giấc dài. Cha ơi, xin hãy đuổi người kia đi đi. Con sợ quá, con sợ lắm. Chỉ cần nàng sống tốt. Trương Chi, khoan đã. Cậu có sao không? Dạ, tôi không sao thưa ngài. Chắc là đi đường nhiều ngày cho nên tôi bị mệt thôi. Ơn cứu mạng Mỹ Nương, ta thật lòng cảm kích. Nhưng ta rất tiếc Mỹ Nương phản ứng như vậy khi gặp cậu. Đó là việc tôi cũng đã nghĩ đến trước. Trương Chi à, hãy nhận lấy một ít bạc này của ta. Ta hứa sẽ đền bù cho cậu sau này, không cần lo cái ăn cái mặc nữa. Không cần đâu. Thưa ngài, tôi còn có việc cần phải làm. Tôi xin cáo từ. Con coi, người ta đã khỏi bệnh rồi, có còn nhớ gì đến con nữa đâu.
Hay còn ráng thổi một khúc nhạc, biết đâu mỹ nương sẽ nhớ lại mọi chuyện. Thôi thôi được rồi, vậy uống miếng thuốc cầm hơi lấy sức vậy ha. Tiểu thư mới khỏe dậy, đừng làm nhiều quá. Thầy thuốc nói tiểu thư chỉ mới hồi phục thôi, cần uống thuốc bổ cho lại sức. Ta biết rồi, ta chỉ muốn theo nhanh cho kịp may áo lạnh cho cha ta, trời sắp chuyển lạnh rồi. Tiểu thư không nhớ chàng Trương Chi thổi sáo sao? Trương Chi là người lúc chiều trong phòng ta sao? Ừ. Nhắc lại ta còn thấy sợ. Em đừng bao giờ nhắc về hắn nữa nha, nhớ lại khuôn mặt hắn làm ta sợ lắm. Nhưng chính Trương Chi đã trèo đèo lội suối đem thuốc về cho tiểu thư mà. Thì chắc hắn làm theo lệnh cha ta, chắc hẳn cha phải thưởng hắn xứng đáng rồi. Vậy là đủ, ta không cần gặp lại hắn nữa. Tiếng sáo ai nghe quen mà lạ, làm tim ta đau nhói. Sao ta lại chảy nước mắt? Ôi đau! Tiếng sáo dứt rồi, thật kỳ lạ. Ê, thôi thôi thôi, không ráng được nữa thì thôi vậy. Hãy nằm tĩnh dưỡng vài hôm xem sao ha. Sao ta lại mơ về khuôn mặt đó, tiếng sáo đó nghe quen lắm, mà ta chẳng nhớ đã được nghe khi nào. Ơ kìa Trương Chi, con khỏe rồi sao? Dạ, hôm nay con đã thấy khá hơn rồi. Cảm ơn bác Tư đã chăm sóc con mấy ngày qua. Gì mà cảm ơn khách sáo vậy con? Bộ tính đi đâu hả? Con gái của ta sao hôm nay yêu đời quá vậy? Dạ thưa cha, hôm nay như ngày nắng đẹp nên con dạo chơi chút thôi. Con chuẩn bị đi, tối nay sẽ có gia đình quan lễ bộ thượng thư đến coi mắt con đó. Ơ cha này, con không lấy chồng đâu, con thương người khác rồi. Sao? Con thương ai? Con thương cha nhất trần đời, con không bỏ cha đi lấy chồng đâu. Thôi đừng có đùa nữa, con mau chuẩn bị tối nay đón tiếp gia đình quan thượng thư đi. Chưa ăn mà định đi đâu? Dạ, con đi xuôi dòng hóng mát. Sao tự nhiên lạ lùng vậy? Hôm nay có gió lớn đó, không chừng sẽ có mưa, đi đường nguy hiểm lắm. Dạ bác đừng lo, con chỉ đi một lát rồi con về thôi à. Hôm nay trăng đẹp. Đừng có mà trở lại gặp mỹ nương nữa nghe. Hãy quên tất cả đi con, để sống cuộc sống bình yên. Dạ đại quan. Được. Chà, nhìn ngài vẫn phong độ như xưa, tôi đây lấy lòng cảm phục lắm. Đa tạ. Mỹ nương à, con hãy tấu một khúc nhạc cho gia đình quan thượng thư thư giãn một chút đi con. Dạ. Trước nay được nghe con gái đại quan cầm kỳ thi họa đều tinh thông, nay được mở mang tầm mắt. Tiểu nữ không dám à, chỉ là chút tài mọn, xin gia đình quan thượng thư đừng cười chê. Nàng có sao không? Trời sắp mưa rồi, quan thượng thư à, tôi đề nghị chúng ta chuyển vào nhà đàm đạo tiếp vậy. Xin theo ý đại nhân. Thưa lão gia, lão gia, Trương Chi. Người hốt hoảng la lối cái gì vậy? Tiểu thư không muốn nghe đến tên của hắn nữa đâu.
Dạ thưa lão gia, Trương Chi chết rồi. Hả? Người nói sao? Người nói lại cho ta nghe. Dạ, Trương Chi đã chết rồi. Ông tư lấy đò bạn thuyền của Trương Chi cũng mới biết sáng nay. Sao lại như vậy? Hắn còn trẻ quá mà. Dạ cũng không rõ nữa. Nhưng có vẻ từ hôm ở phủ ta về thì hắn đã lâm bệnh nặng rồi. Thật tiếc cho hắn. Tài quá lại chung tình như vậy, nhưng lại yếu mệnh. Mà dù sao ta cũng nợ hắn một ân tình. Người hãy đến chỗ của ông tư lái đò giúp lo ma chay chu đáo cho Trương Chi đi. Có chuyện gì vậy cha? Không có gì đâu con. Bọn họ tới báo xe ngựa của quan thượng thư đã về đến kinh thành bình an rồi. Dạ cha, sáng nay con dậy sớm hái hoa cúc động sương ngâm làm canh cho cha uống để giải nhiệt nè. Tốt quá. Hôm qua bị đứt dây đàn, tay của con có sao không? Dạ không sao thưa cha. Chắc là do lâu ngày con không đánh đàn nên dây bị mục. Do con sơ sót không kiểm tra làm mất hứng của cha và các vị khách. Không sao đâu con. Cảm ơn Trương Chi. Nhờ ngươi mà ta còn thấy được nụ cười vô tư của con gái ta. Cha, sao hôm nay cha lạ quá. Từ ngày Trương Chi mất, câu cá cũng không còn là thú vui nữa. Bởi người ta nói làm gì cũng phải có bạn hiền mới vui. Ê, cái gì vậy? Cái gì đây? Ôi, hoa đẹp quá. Chàng làm sao vậy? Nàng luôn ở đây trong tim ta, mỹ nữ. Ta lại khóc, vẫn là giấc mơ đó. Trương Chi là ai? Sao tim ta đau nhói? Tại sao đầu ta lại đau như vậy? Tiểu thư, chỉ là giấc mơ thôi ạ. Người vẫn hay nằm mơ. Nhưng giấc mơ này kỳ lạ lắm. Ta nhớ rồi. Em có biết Trương Chi là ai không? Tiểu thư, mời dùng trà. Này em, có phải là anh chàng ngư dân hôm bữa đến đây biết thổi sáo đúng không? Người ta không quen, sao chỉ quen tiếng sáo? Dạ tiểu thư, anh ta biết thổi sáo. Vậy thì tốt, em nói anh ta đến đây thổi sáo cho ta nghe. Em không nghe ta nói gì sao? Bảo anh ta lúc nào rảnh thì đến thổi sáo cho ta nghe. Dạ, chị, anh ngư dân đó đi rồi. Chàng đi biệt xứ rồi sao? Mà đi đâu? Dạ, em không biết. Sao có thể như vậy được? Ta vừa nhớ ra tiếng sáo của anh ta, vừa nhớ ra hình như ta đã từng rất thân với chàng, thì sao chàng lại đi đâu mất? Anh ta tên là Trương Chi à? Tiểu thư xem, đây là chén bằng ngọc quý lão gia đặt làm cho tiểu thư đó. Quả là ngọc quý. Hôm trước ông tư lấy được viên ngọc to trong bụng cá, rồi hớn hở đem đến tặng cho lão gia đó tiểu thư.
lão gia rất hài lòng và đem làm thành chén ngọc dành riêng cho tiểu thư dùng trà đó. Nếu mị nương ngửi qua này và khỏe lại thì ngươi sẽ chết. Trường Chi, em nhớ ra chàng rồi. Em nhớ lại tất cả rồi. Xin lỗi chàng. Trường Chi ơi. Trương Chi chết đi đã quá thành chén ngọc. Khi nước mắt mị nương rơi xuống chén ngọc thì chén ấy quá thành nước. Người đời sau cảm thương cho mối tình Trương Chi mị nương nên đã có câu thơ rằng: nợ tình chưa trả cho ai, khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan. Ngày xưa có một cậu bé được một phụ nữ bán rau nghèo nhặt về nuôi từ lúc còn đỏ hòn. Bà thương cậu bé như con ruột, nên cậu bé không biết mình là con nuôi, luôn thương yêu bảo vệ bà như mẹ ruột. Hai mẹ con quấn quýt bên nhau từ sáng sớm cho đến tối mịt. Rau đây, rau xanh nhà trồng, mua rau giùm nhà cháu đi các ông bà ơi. Thằng heo, bán cho bỏ rau làng đi. Hai mẹ con vui vẻ quá ha. Bán rau cực khổ mà lúc nào cũng tươi cười. Bán cho tôi một bó đi. Dạ. Vui vẻ bán rau, người ăn rau cũng được vui. Ha, thằng heo, sao mày lúc nào cũng trông như heo vậy? Ở dơ như vậy làm sao mà cưới vợ? Kệ tôi, không ai lấy tôi ở với mẹ tôi tới già luôn. Tôi chỉ thương mẹ tôi thôi. Lạ thật nha, bữa nào mà con rau bán rau á là người ta ghé vào mua ào ào ha. Bữa nào mà có một mình mẹ bán là ế dữ lắm. Chắc tại họ thấy con vui tính nên ai cũng nghe theo. Tắm gọi sạch sẽ nha, không người ta cứ gọi con trai của mẹ là heo đó. Tên heo cũng đẹp mà mẹ, con thích. Con đã nói mẹ rồi, việc nặng để con làm cho. Con lớn rồi, mẹ cố là lại bệnh đó. Ủa, sao hôm nay bán rau có một mình hả? Mẹ con lại bệnh hả? Con phải biết thương mẹ. Mẹ con lúc trẻ vì lao lực quá, một mình nuôi con vất vả bôn ba khắp nơi à. Cô có biết chỗ nào có thầy thuốc giỏi không? Con tìm thầy về chữa bệnh cho mẹ con. Biết thì sao? Không có tiền để chữa đâu. Dạ, cô cứ chỉ con đi, con sẽ kiếm tiền trả cho thầy thuốc. Rồi, con đã quyết như vậy á, thì để mai á, cô hỏi cho con nghe. Dạ, chú mua con heo còi này về nuôi hả? Trời, chú đi bán con này mà gầy yếu quá người ta không chịu mua. Chú mang về làm thịt chứ nuôi gì nổi. Dạ, thôi đừng có làm thịt nó tội nghiệp. Con thích thì giữ lấy mà nuôi. Chú đổi con heo này lấy 3 bó rau là được. Dạ, con cảm ơn chú. Thì ra mày giả vờ ốm yếu, chứ tao thấy mày cũng khỏe lắm. Tao đặt tên mày là Ad nha. Tao tên heo nè. Mẹ ơi, mẹ ăn chút cháo cho khỏe. Là con tự nấu đó. Con trai mẹ có thể tự lập rồi. Mẹ đi cũng không có gì tiếc nuối. Mẹ phải sống bên con mãi mãi, để con được chăm sóc mẹ như lúc nhỏ mẹ chăm con chứ. Con yêu, mẹ không thể sống với con mãi được. Mẹ sẽ nói cho con biết một chuyện quan trọng. Con không phải là con ruột của mẹ. Hồi đó,
Dùng này bị lũ lụt lớn lắm. Chồng con của mẹ bị nước cuốn trôi hết à. Mẹ ra sông định đi theo họ luôn, thì thấy một chiếc nôi tre trôi đến. Mẹ mang con về. Từ đó con là nguồn sống mới của mẹ. Con được quấn bằng lụa vàng, lưng con lại có 9 nút ruồi son, nghĩa là xuất thân của con chắc là cao quý. Không, con chỉ là con của mẹ, con không cần xuất thân cao quý. Mẹ ơi, con chỉ có mình mẹ thôi. Nè, mẹ ở lại với mẹ, để tao kiếm người tới giúp. Tưởng rằng mẹ con heo sẽ sống ấm áp bên nhau mãi, nhưng không. Khi heo vừa biết mình là con nuôi của mẹ, cũng là khi mẹ nuôi cậu qua đời. Dạ, bẩm quan, mẹ con mất mà trong nhà con không có đủ tiền làm tang. Con xin quan cho con mượn tiền để lo việc chôn cất mẹ. Quan có điều kiện gì con cũng nghe theo. Được rồi, nhìn mày chắc cũng được việc. Cầm tiền về nhà mà lo cho mẹ mày, rồi ở nợ 3 năm trả nợ cho ta. Mày nói mày không có tiền mà mày mua được con heo này đến biếu cho ta sao? Dạ không, nó là bạn từ nhỏ của con, giờ con chỉ có nó là người thân thôi. Mày đến làm cho ta, ăn cơm nhà ta, còn đòi ta nuôi thêm con heo này nữa hả? Dạ, nó ăn như mèo ăn thôi. Con nuôi nó bao năm mà nó có lớn chút nào đâu. Con sẽ chia phần cơm của con cho nó. Con nành, sắp xếp chỗ ở cho nó. Dạ. Mày tên gì? Dạ, con tên heo. Con heo của con tên Ad. Cái gì mà heo với lợn? Thôi, lo chăm chỉ làm việc cho ta. Đừng có tham ăn như heo, rồi nằm ị suốt một ngày như heo là được. Dạ. Không ngờ lại gặp anh heo ở đây. Tôi cũng không ngờ nành cũng đi làm cho nhà quan. Dù sao cũng là bạn lớn lên từ nhỏ. Có gì cô nành giúp đỡ tôi và con Ad nha. Ủa,
sao cô nành lại qua đây? Anh làm việc cả ngày vất vả, chắc ăn không đủ no, còn phải chia cho con ếch. Còn thừa ít cơm nguội nên tôi lấy cho anh đó. Cô nành làm vậy, lỡ quan lớn biết thì sẽ bị phạt đó. Không có sao đâu, có chút cơm nguội người nhà trên chê rồi nên không có ai trách tội đâu. Đúng là heo con tham ăn. Mà quần áo của anh dơ hết rồi, để tôi giặt giùm cho. Tôi ra ao nhảy xuống tắm rồi giặt đồ luôn cũng được mà. Anh là người mới, lại chăm chỉ khỏe mạnh nên toàn bị bắt nạt. Người làm trong nhà bắt anh làm đủ thứ việc hết à? Không sao, tôi làm để trả nợ cho quan lớn, mấy việc đó có khó gì. Anh làm vậy nhưng chắc gì 3 năm đã đủ trả nợ. Như tôi nè, từ đời bà, rồi mẹ tôi, rồi đến tôi, mà quan nói vẫn chưa hết nợ. Tôi tin quan lớn nói lời sẽ giữ lấy lời. Con nành đâu? Mày lại rửa chân cho ta. Dạ, cô nành đi chợ chưa về. Mày rửa cho cẩn thận đó. Dưới bàn chân của ta có 3 nốt ruồi đỏ như son. Mày mà làm xước thì ở đợi cho ta suốt đời, để đền cho ta cái tướng quý đó. Cái thằng này, ta đã nói là phải cẩn thận mà. Hoàng có 3 cái ở chân, còn con có đến 9 nốt ruồi son ở trên lưng luôn đó. Mày nói cái gì? Mày có đến 9 cái nốt ruồi son ở sau lưng? Ta có 3 nốt ruồi dưới chân đã làm quan lớn, mày có đến 9 nốt thì sẽ làm gì đây? Thì con làm người ở cho ông nè. Mà mẹ con nói chứ con cũng đâu có nhìn thấy. Hay con cởi áo cho ông xem thử có đúng không nha. Thôi thôi, mày hôi rình, giặt áo lên nữa chắc ta ôi chết luôn quá. Ta thấy người mày hôi hám lắm rồi đó. Lát mày ra ao tắm đi, mày đúng là bẩn như heo thật mà. Heo ơi, cứu ta với. Sao mà nó có cái tướng quý như vậy? Sau này nó không làm vua thì cũng làm chúa. Nếu mà sau này nó làm vua làm chúa thì bao nhiêu chuyện xấu mà mình làm nó đều biết hết. Đời mình rồi đời con cháu của mình coi như là tiêu. Phải tìm cách diệt ngay từ trong trứng nước mới được. Dạ, bảo mong có việc gì tìm con. Thằng heo đâu rồi? Anh heo vào rừng kiếm củi rồi, chỉ có con ép ở nhà thôi. Ta hỏi thằng heo chứ có hỏi cái con heo còi đó đâu. Sao ông lại kêu con bỏ thuốc độc giết anh heo? Con không dám làm đâu ông. Nó là họa của cả nhà ta đó. Mày phải làm ngay trong hôm nay. Nếu mà mày không làm thì mày sẽ chết thay nó. Rồi mẹ già của mày phải ở nợ, trả nợ tiếp cho ta. Ông ơi, con xin ông, con xin ông đừng làm vậy. Mẹ con già yếu rồi, con mà có mệnh hệ gì thì mẹ con sao sống nổi. Vậy thì mày phải nghe lời ta. Em ơi, tao phải làm sao đây? Tao có nên nghe lời quan lớn hại chủ mày không? Anh heo lại là bạn thuở nhỏ của tao, sao quan lớn lại ép tao làm việc ác độc đến như vậy chứ? Nay mày lười không chịu theo tao đi kiếm củi, giờ còn được ăn trước tao nữa hen. Tôi đói quá à. Cô nành cho tôi xin chén cơm đi.
Nhanh đi, tôi đói bụng lắm rồi. Heo ôn, heo ôn, heo ăn heo chết. Mà heo không ăn, heo cũng chết. Có chuyện gì vậy cô Nành? Sau này cô cứ ngập ngừng nói ấp mở vậy. Anh mau trốn đi còn kịp. Quan lớn đi tiếp khách chắc sắp về rồi đó. Anh còn ở lại đây ngày nào thì tôi cũng bị đe dọa, mắc làm điều ác à. Vậy tôi phải đi đây. Ở lại chỉ làm cô khổ sở thêm thôi. Ê, ăn nhanh lên, tao với mày phải đi rồi. Nè nè nè, trong đây có quần áo và mấy nắm cơm cho anh và con Ad ăn tạm trên đường. Anh cầm lấy rồi đi nhanh lên. Rồi cô Nành ăn nói sao với quan lớn về tôi? Ừ, thì tôi sẽ nói là anh làm bể cái bình hoa của quan nên sợ quá bỏ trốn rồi. Anh cứ trốn nhanh đi. Cảm ơn cô Nành đã cứu mạng tôi. Tôi nhất định sẽ không quên ơn này. Sau này nếu tôi có làm nên chuyện, nhất định sẽ tìm cô. Hai đứa ngốc này làm heo cưng của anh sợ rồi đó. Phải gọi ta là anh heo, ta lớn hơn hai đứa đó. Dạ, anh heo. Hay hay, hai tên nhóc này bị mày dọa sợ rồi. Chúng nó nghỉ hè ở nhà quậy múc banh nóc nhà, người làm ai cũng ngán. Hay mày trông chừng tụi nó giùm tao. Chuyện nhỏ đó mà, chỉ cần ông cho chúng tôi ngày ba bữa cơm, tối có chỗ ngủ là được. À, con heo dễ thương quá à. Con heo này biết đá như ngọ nè cha ơi. Đây là heo cưng của anh, không được bắt nạt nó. Nào, nhanh vào nha, tao phải đi uống rượu một bữa cho đã. Mấy bữa nay ở nhà với hai đứa giặc này tao mệt quá rồi. Mày có kêu á thì tao không nghe thấy đâu. Anh bị tụi tao nhốt trong con khóc rồi. Mấy đứa làm gì con ép vậy hả? Anh tí kia thả nó xuống đó, cho nó tắm. Không sao, tụi nó dọa mày chút thôi. Ai cho mày đưa tụi nó ra giếng chơi vậy hả? Anh Tý giỏi quá à. Mình kiếm khoai mày nướng đi anh Tý. Hai đứa quậy phá này, suýt nữa làm cháy nhà luôn rồi đó. Cha ơi, anh heo làm con uống hết rồi. Con lạnh quá cha ơi. Ai cho mày tạt nước con tao hả? Lỡ tụi nó bị bệnh làm mày đền không nổi đâu. Dạ, tại tụi nó đốt rơm cháy lan sang hàng rào cho nên. Mày không canh chừng tụi nó cho cẩn thận, còn ở đó mà cãi nữa. Đưa tụi nó đi tắm nhanh, không đổ bệnh là tao xử tội mày đó. Nhanh, chui ra nhanh lên. Tụi mình trốn anh heo ra đồng bắt bướm, nhanh lên. Thích quá à, ở nhà rất chán quá anh tí rồi. Em chui qua trước nha. Anh tí ơi, nhanh chui ra đây nè. Ngoài này không có ai đâu.
mày nói không có ai. Em không có thấy anh Heo thiệt mà. Anh Tý ơi, không có việc gì qua được mắt anh đâu. Giờ muốn tự chui vào hay là anh ném qua hàng rào vào sân đây? Dạ, để em tự chui. Em cũng tự chui vào. Anh biết sao, hai đứa nhà giàu ăn ngon mặc đẹp mà vẫn gầy đét rồi. Chắc phải trói hai đứa lại thì mới hết quậy phá quá. Anh làm vậy tụi em mét cha, để cha la anh đó. Rồi cha cho anh với con ếch nhịn đói luôn. Đứa nào vẽ anh đẹp nhất thì được ôm con ếch chơi cả ngày. Đó, vẽ đi, khi nào xong gọi anh. Anh Heo ơi, tụi em vẽ xong rồi nè. Trời ơi, kêu mày giữ hai đứa tụi nó mà giờ cả ba đứa đều phá. Dạ, con đâu có phá, chỉ hai đứa tụi nó phá thôi. Mày có nhiệm vụ trông chừng tụi nó mà để tụi nó phá, mày đáng bị phạt nhất. Tụi này tao cắt cơm mày. Nè, hai đứa làm gì con ép vậy hả? Cha ơi, con muốn cưỡi con ép, con muốn cưỡi ngựa. Hai đứa nó muốn cưỡi ngựa thì mày làm ngựa đi, đừng để tụi nó gào khóc nữa, tao nhức đầu quá. Yeah. Người chạy nhanh đi, nhanh lên, Quý nè. Không chịu đâu, em cũng muốn cưỡi ngựa nữa. Thật không uổng công mình thuê nó mà. À, trời ơi, cái mông của tao. Mày lo trông nom con ếch cẩn thận. Nếu làm con tao té lần nữa là tao cho nó thành món heo quay đó. Nè anh Heo, làm ngựa cho tụi em cưỡi đi. Mày làm ngựa cho hai đứa nó cưỡi cho vui đi, không tụi nó buồn lên lại đánh nhau làm ồn ào lắm. Dạ. Ai nhanh chân thì cởi ngựa trước nha. Lêu 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 lêu. Đi nhanh lên nào, ngựa phi nào. Nhông nhông nhông, ngựa phi cho nhông. Nhông nhông nhông. Ngựa phi nhanh lên, ai cho ngươi dừng lại. Đủ rồi nha, còn định leo lên đầu lên cổ ta nữa sao? Lưng của tôi trước giờ chưa ai cưỡi, con ông đã lên lưng tôi, còn coi tôi như trâu như ngựa mà đánh tôi. Nè, nó chỉ chảy xíu máu cam thôi mà. Đúng là nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột. Cái thằng ở đợ mà dám mắng tao sao? Mày tưởng mày là vua chúa hay sao mà không ai dám leo lên lưng mày hả? Phủ quan lĩnh thưởng thôi.
Làm gì mà cả làng đội kéo nhau lên phủ quan? Các ngươi định làm loạn hả? Không ai biết người nào bắt nó thì cả làng ta lĩnh thưởng chia đều thôi. Ta là trưởng làng, lên quan là việc của ta. Mau khiêng nó về nhà ta để sáng mai ta lên huyện sớm. Nhiều tiền quá. Tiền thưởng này là của ta. Của ta. Xin hãy tha mạng cho tôi. Tha mạng cho tôi. Người giết cho ta, ta sẽ trả thù. Không không, không phải tôi. Không phải tôi. Ngươi tìm sai người rồi. Ai bảo tôi tham lam như vậy để giờ phải chịu khổ. Trả ngươi cho làng đó. Ngươi muốn trả thù ai thì trả thù, còn ai muốn lĩnh thưởng thì đi mà lĩnh. Bẩm quan, làng chúng con đã bắt được con cọp chiên phá hoại, hôm nay mang lên trình quan lãnh thưởng ạ. Con cọp này chết rồi sao? Bẩm quan, nó bị trói 3 ngày nay nên đã chết rồi. Ta treo thưởng 100 đồng cho ai bắt sống được con cọp để dân vua thuần phục làm thú cưng. Giờ làng các ngươi làm nó chết rồi, ta lấy gì để dân vua? Bẩm quan, lúc quan treo thưởng đâu có nói là bắt sống. Các ngươi còn dám cãi ta sao? Thôi, dù sao ta cũng đã hứa thưởng, các ngươi lấy 50 đồng về mà chia cho nhau. Bẩm quan, xin quan xem xét lại. Nếu còn lăng nhăng, ta cắt thưởng. Dạ bẩm quan. Quan nói vậy thì là vậy ạ. Chúng con xin nhận 50 đồng. Dám đòi tiền của ta sao? Đừng hòng nha. Kẻ tham lam gian xảo, ta sẽ cho người biết tội. Tiền của ta, tiền của ta đâu rồi? Ta mơ thấy có kẻ vào trộm tiền. Thiếu đúng 50 đồng. Ai đã lấy của ta? Nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay. Ta lấy đúng 50 đồng người thiếu của dân. Nếu như còn tham lam gian xảo, ta sẽ lấy hết của cải của ngươi. Thần tiên ơi, xin đừng trừng phạt con. Con không dám tham lam thất hứa gì dân nữa đâu. Tạ ơn trời đã phái thần tiên xuống giúp làng con bắt được cọp dữ, còn giúp chúng con nhận đủ tiền thưởng của quan ạ. Đây là lương thực và gia súc quan huyện gửi đến giúp đỡ lại các ngươi vì bị cọp dữ phá hoại. Triều lại tiếp tục lên đường để giúp đỡ mọi người. Anh cứ đi, đến nơi nào có chuyện bất bình lại ra tay cứu giúp, coi đây là phận sự của mình, mà không hề băn khoăn đến chuyện báo đáp. Xin hãy giúp tôi với. Sao vùng này sơ sát vậy? Nhà chị sao lại đi ăn xin? Vùng chúng tôi mới bị lũ lụt, mùa màng thì thất bát, không còn gạo để ăn, hạt giống không còn để gieo trồng, nhà nhà đều đói, phải đi xin khắp nơi. Quan huyện ở đây không làm gì giúp dân sao chị? Nghe nói đã kêu lên nhà vua mà lâu quá chưa thấy kinh thành báo tin. Giờ chúng tôi phải vào thành nghe ngóng, ở đó gần phủ quan huyện chắc sẽ xin được nhiều hơn. Vậy tôi cũng phải vào thành một chuyến xem quan huyện vùng này làm ăn như thế nào. Bọn rách rưới này dám cướp đồ ăn của ta ngay giữa chợ. Xin ông tha tội cho nó. Tại nó đói quá cho nên mới làm liều.
sao lại đụng phải con của quan huyện làm gì cho khổ thân. Chắc mẹ con nó bị đánh chết mất. Còn dám cầu xin ta tha sao? Chuyện chuyện gì vậy? Ma, ma sao? Xin hãy tha cho tôi. Xin hãy tha cho tôi. Tôi sẽ không dám đánh người nữa. Tôi không dám, không dám nữa. Ôi, cái mông khốn khổ của con đau lắm, con không ăn, con không ăn. Vậy mình đi xem mua rối nha con yêu. Đi thôi, chắc con trai chúng ta vẫn còn sợ chuyện ở chợ. Con đã nói với cha mẹ đừng nhắc chuyện ở chợ nữa mà. Con xấu hổ, muốn đào hố chui xuống trốn luôn nè. Dân chúng đói khổ mà nhà quan huyện vẫn ăn ngon mặc đẹp, lại còn xem múa đối nữa. Mình phải điều tra cho ra lẽ. Hàng cứu trợ. Tên quan huyện tham lam dám lấy hàng cứu trợ từ kinh thành làm của đi, ta sẽ trừng phạt hắn một trận nên thật. Chúng tôi ở các làng xa đến đây, may quá đúng dịp quan huyện phát cứu trợ từ kinh thành. Vậy là sắp có gạo ăn, có hạt giống để gieo trồng rồi. Dân chúng nói quan huyện dán thông báo cứu trợ khắp nơi, còn mở kho nhà giúp dân, giờ làm sao đây ạ? Phá kho đi, làm anh lên, lớn tay nhà vua thì nguy mất. Ông trời đúng là có mắt, ông trời có mắt mà con ơi. Mình phải lên kinh thành để nói cho vua biết, quan lại với triều vua thật tham lam gian ác, để vua trừng phạt bọn họ. Cuối cùng mình cũng biết được nơi vua ở. Thật đẹp, thật hoành tráng. Các ngươi là đốc thúc quan huyện thu thuế nộp nhanh vào kho công. Huyện nào không nộp đủ thì cách chức quan huyện đó ngay lập tức. Tâu bệ hạ, lũ lụt khắp nơi, dân chúng đói khổ, làm sao đủ thóc lúa đóng thuế ạ? Ta nói thu là phải thu cho đủ. Tâu bệ hạ, thần nghĩ người nên xuất kho công cứu trợ, giúp dân yên tâm cày bừa, khắc phục thiên tai thay vì thu thuế. Dân chúng nhiều nơi đói khổ phải dắt nhau đi xin ăn ạ. Ta đã cứu trợ đầy đủ. Nếu nơi nào dân chúng vẫn đói khổ là do quan huyện đó ăn bất của dân, cứ tìm xử lý cho ta. Tâu bệ hạ, thần nghĩ khó lắm ạ. Bệ hạ nghĩ có xử lý được hết không? Hãy vừa nhắm mắt làm ngơ để dân đói khổ. Ta là vua, để ngươi dạy bảo sao? Đúng mấy đâu, nhốt hắn vào ngục, dám khi quân thâm thương. Thần chỉ muốn tốt cho dân cho nước, mong bệ hạ xem xét. Quan lớn, quan lớn, ngài hãy tỉnh dậy đi. Quan lớn, ngài là thần tiên đến cứu ta sao? Xin quan lớn đừng quỳ. Tôi là người, tôi được tiên ông tặng áo tặng hình để làm việc tốt giúp đỡ cho mọi người. Có phải cậu là thần tiên được trời đưa xuống giúp dân mà dân gian đang truyền tay nhau không? Họ nói có kẻ trừ gian diệt bạo, chuyên trừng phạt quan tham giúp dân. Tôi chỉ là người thường thôi mà. Tôi thấy ngài rất thương dân chúng nên muốn giúp ngài thoát khỏi đây, cùng làm việc tốt cứu dân. Hai chúng ta thì làm được gì chứ? Ta lại bị nhà vua nhốt trong ngục vì dám nói lên sự thật. Nhưng ta tin nhà vua sẽ suy nghĩ lại lời ta đã nói với người. Tôi cũng tin như vậy. Bây giờ tôi sẽ cứu ngài ra. Tôi sẽ mặc áo tận hình này vào kho công lấy tiền cho ngài, mang đi giúp người dân. Nhưng lấy danh nghĩa là nhà vua, tiếng lành sẽ đồn xa. Hy vọng nhà vua sẽ thay đổi. Đã đến nước này thì ta sẽ hợp tác với cậu. Dù sao cậu cũng là người được tiên ông tin tưởng. Theo cách làm của triều, dân nghèo khắp nơi được nhận cứu trợ. Tiếng lành về vị vua thương dân như con ngày càng mãi xa, nơi nơi vang tiếng ngợi ca công đức của nhà vua. Ngươi làm quan giữ kho, bao nhiêu quân lính canh gác
kho bị trộm lại nói là không biết là sao? Tâu bệ hạ, thần thật sự không hiểu tụi trộm này đột nhập vào kho bằng cách nào. Tổng giam hết lính canh cho ta. Còn ngươi, ta giữ lấy mạng ngươi, về điều tra cho ta. Phải bắt bằng được kẻ trộm kho. Tâu bệ hạ, huyện X báo tin đã nhận được hàng cứu trợ của kinh thành và đang phát lương thực hạt giống cho người dân. Người dân ai cũng vui vẻ phấn khởi gửi thư cảm ơn người. Huyện X, ta nhớ mấy hôm nay đâu có xuất kho cứu trợ. Tại sao lại có chuyện như vậy? Dạ bẩm, lâu lắm rồi không hề xuất kho cứu trợ ạ. Các ngươi mau đi điều tra việc này cho ta. Kho công thì bị trộm, rồi còn mạo danh kinh thành cứu trợ khắp nơi. Nếu các ngươi bắt được ta, ta sẽ còn trộm cho tới khi nhà vua chịu thay đổi, dân chúng được ấm no. Bắt lên đó, bắt lên đó. Thì ra là hắn đang mơ, làm tới hết hồn à. Thôi thì đắp hình con bướm lên đây, nếu phần này không tàn hình được thì người khác nhìn thấy cũng sẽ tưởng là con bướm mà không nghi ngờ mình. Bao nhiêu quan quân canh gác ngày đêm mà kho công vẫn bị mất trộm, đến lúc kho của ta không còn một đồng bạc nào để ban phát cho các ngươi nữa, các ngươi mới sợ sao? Nhưng mà dân chúng lại đang rất phấn khởi, đâu đâu cũng ca tụng người là vua của muôn dân ạ. Nhưng ta không chấp nhận để trộm tiền từ tay ta rồi lại mạo danh ta. Các ngươi thêm quân lính mai phục, bắt cho được kẻ trộm cho ta. Dù chỉ một con ruồi bay vào kho cũng phải có chừng. Sau khi giá áo tàng hình bằng miếng vải màu đen hình con bướm, Triều tiếp tục vào kho lấy trộm tiền vàng đi giúp dân. Người hay ma thì mau hiện hình, không chúng ta chém. Ta là người mà, ta đang làm việc nghĩa giúp người dân nghèo, ta không phải người xấu đâu. Tốt hay xấu thì chúng ta cứ giải ngươi đến gặp nhà vua để người xét xử. Trói hắn lại, cất cái áo đó cẩn thận. Chúng ta giải hắn lên cho nhà vua xét xử, đòi lại công bằng cho các anh em đã bị nhà vua trách phạt. Người to gan, dám cướp kho của ta, còn mạo danh ta đi cứu trợ dân chúng. Tôi đến nhiều nơi, thấy người dân đói khổ mà nhà vua quan lại chỉ biết dơ ghét hưởng thụ, nên thay trời hành đạo. Sức ráo, tôi chỉ nói những điều mắt thấy tai nghe, xin nhà vua hãy xem xét. Ngươi dùng cách gì để trộm kho của ta? Tiên ông cho tôi một chiếc áo tàng hình để làm việc nghĩa cứu dân. Chỉ có tôi mặc vào mới tàng hình thôi, tiên ông đã chọn tôi thay trời hành đạo. Nhốt hắn vào ngục. Đã bắt được kẻ trộm, nhưng lòng ta vẫn không yên. Tâu bệ hạ, xin người hãy cho thần nói lời thật lòng. Người cứ nói, ta sẽ không trách tội. Tâu bệ hạ, tuy làm điều sai trái, nhưng việc hắn làm lại giúp dân chúng phấn khởi, xã tắc yên ổn, muôn nơi ca ngợi người. Ta biết điều đó, nhưng trộm cướp là việc xấu, vẫn phải trừng phạt. Xin người giơ cao đánh khẽ, người nhân nghĩa như hắn có thể dùng vào việc khác. Tâu bệ hạ, nước láng giềng lại cho quân tràn qua cướp phá, quân giặc lần này rất đông và hung hãn. Nhanh, triệu tập các quan lại bằng cách chống giặc. Cướp sạch, phá sạch cho ta. Quân giặc kia, đó làm càn. Năm ấy, thế giặc mặt, quan quân triều đình chống cự quyết liệt, như chết như ngã rà, ai nấy đều lo lắng không yên. Quà mất nước đang đến rất gần. Tin bại trận liên tiếp đưa về, nhà vua lo lắng khôn nguôi, nhưng vẫn chưa có cách nào chống được thế giặc đang ngày càng mạnh. Mình ở trong đây bao nhiêu ngày rồi, buồn tay buồn chân quá. Thật là thèm cảm giác được tự do đi khắp mọi nơi. Mình vẫn còn chưa làm được nhiều việc tốt, phụ lòng tiên ông đã tin tưởng. Chuột cắn phải không? Có vậy mà cũng hét ầm ĩ. Tôi bị nhốt lâu lắm rồi, mấy người á, hãy nói với nhà vua, muốn xử tôi thế nào cũng được,
nhưng mà phải xử nhanh lên. Nhà vua đang đau đầu lo chống giặc ngoại xâm, thời gian đâu xét xử một tên trộm như ngươi. Hả? Ngươi nói sao? Đất nước là bị xâm lăng nữa à? Mà ngươi ở đây sung sướng hơn bao nhiêu người rồi đó. Ngoài biên ải, bao nhiêu quân lính, bao nhiêu người dân đã chết. Xin hãy cho tôi được gặp nhà vua đi. Tâu bệ hạ, tôi muốn đi đánh giặc để làm công chuộc tội. Mình ngươi thì làm được gì? Bao nhiêu tướng tài lính giỏi của ta đã bại trận. Tôi tuy tài hèn sức mọn, nhưng tôi có cách để giặc lưu quân, mà quân lính của ngài không ai phải chết hết. Được rồi, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi đánh đuổi được quân giặc, ta tha tội chết cho ngươi. Vậy xin bệ hạ, hãy trả áo tàng hình cho tôi. Áo tàng hình của ngươi sao? Ta sẽ trả. Ngươi còn cần gì nữa không? Dạ, xin bệ hạ hãy cho tôi mượn một thanh kiếm thật sắc và ra lệnh cho quân lính nghe theo tôi. Xin người hãy tin tưởng tôi. Được, hãy lấy áo tàng hình và thanh kiếm báo của ta đến đây rồi mà. Tình thế cấp bách rồi, ta tin ngươi. Ngươi hãy mau chóng ra trận. Ta mong ngươi mang tin chiến thắng trở về. Tạ ơn bệ hạ đã tin tưởng. Nhà vua phong cho Triều làm hộ quốc tướng quân. Nghe tin Triều ra trận, người dân khắp nơi tìm đến và tình nguyện đi theo anh. Triều cho sắp xếp thành đội ngũ và cùng nhau lên đường. Khi nào thấy tướng giặc ngã xuống, ta giơ cao thanh kiếm lên, thì hãy cho đội quân của chúng ta xông lên dây các ngã đường. Ta đi đây. Chúng ta sắp thắng rồi. Lúc đó tha hồ cơm no rượu say. Các anh em hãy xông lên đánh đuổi bọn xâm lược khỏi đất nước chúng ta. Triều dùng áo tàng hình làm quân giặc khắp nơi sợ hãi. Chúng truyền tai rằng nước đại việt có thần tiên trợ giúp, vua nước láng giềng phải ra lệnh cướp quân. Biên giới bình yên, đại việt ta quyết giữ từng đất đất, không để giặc xâm phạm. Tâu bệ hạ, quân lính của người đã nguyên vẹn trở về. Biên ải đã sạch bóng quân thù. Ngươi đã giữ đúng lời hứa, đất nước ghi nhận công lao của ngươi. Ta cũng sẽ giữ lời hứa, xóa tội cho ngươi. Được, ngươi hãy cùng ta làm nhiều việc tốt cho dân cho nước. Triều được phong làm quan đại thần, lại được vua gả công chúa. Từ đó người ta gọi anh là Quan Triều. Ngày nay ở Cao Bằng vẫn có đền thờ Quan Triều. Cô hai nhớ anh Cụi phải không? Anh Cụi chắc không về nữa đâu. Trăng sáng quá. Nhưng mà Cụi là ai? Ta có quen người đó sao? Đúng là cô hai quên người ta thật rồi. Thôi vậy cũng mừng, cô hai sẽ đỡ đau buồn hơn. Ta đâu có buồn. Nhìn trăng là ta thấy vui rồi. Cụi là đứa trẻ mồ côi cha mẹ, phải ở với chú thím. Do chú thím không yêu thương, đối xử không tốt, nên cụi có tư tưởng chống đối. Cụi hay giở trò quậy phá, làm chú thím điên đầu. Thằng Cụi kia, mày dám ăn dụng thịt kho? Sáng á là tao đếm 10 miếng, mà bây giờ chỉ còn 9 miếng à.
ngày chỉ ăn với chơi, có làm gì đâu mà đòi ăn nó. Đứng lại cho tao. Đứng lại để thêm đánh cháo hay sao? Trời ơi, cái thằng láo cá này. Mày càng ngày càng hư. Ngày nào mày không quậy phá là mày ăn không có ngon, ngủ không yên phải không? Thì đúng là ngày con không được ăn ngon, tối con đói bụng ngủ có yên đâu. Mày còn dám trả treo nữa hả? Hôm nay tao phải cho mày một trận, để mày bỏ cái thối láo cá này nè. Cho mày chết nè. Ông làm gì mà nó la hét ôm sòm vậy? Tôi đã kịp đánh nó đâu. Trời ơi, thôi. Ông mà đánh nó một cái, nó chạy khắp làng khóc lóc ầm ĩ. Người ta lại nói mình bắt nạt cháu mồ côi, muối mặt lắm. Kệ nó đi, tối nay cắt cơm xem nó còn sức mà la hét không. Tụi mày đúng là sướng như lợn, ăn ngon hơn cả tao, chỉ ăn với chơi. Tụi nó ăn no cho mập, bán còn kiếm lời. Còn mày ăn no có lợi được gì đâu. Buổi tối mày không làm gì, ăn một củ khoai là đủ rồi. Ông cho cháu cái đuôi này nha. Vậy thì trả lại cho tao một đồng bạc. Vậy em bỏ đói mà mình bán lợn, mua bánh ăn no nè, thỏa thích đi nè. Quỷ tinh ranh thường nghĩ ra nhiều cách để trêu ghẹo tính keo kiệt của chú thím. Lần này cụ lại bày trò với một cái đuôi heo. Chú thím, nhanh lại đây giúp cháu đi. À, hả? Có chuyện gì vậy? Hả? Một con lợn của tao đâu rồi? À, thổ địa làm bắt nó xuống đất rồi chú thím ơi. Thổ địa? Ông kêu chú thím kêu kiệt, cả năm chẳng cung kiến gì, nên ông làm bắt một con lợn. Cháu nhanh chân giữ được một cái đuôi đi nè. Nhẹ tay thôi, đứt cái đuôi làm mất luôn con lợn bây giờ. Chú thím khỏe nên cùng nhau giữ lấy. Cháu đi tìm cái thủ, đào đất lên lấy lại con lợn. Chú Định ơi, chú thím nhẹ tay thôi mà, giờ thổ địa bắt mất con lợn rồi. Ôi, mày khóc cái gì? Tao tiếc đất ruột không khóc nổi đây nè. Trời ơi, mai mà còn giữ được cái đuôi á, tối nay mình đánh chén hả? Thêm ông nữa, suốt ngày chỉ biết ăn à. Thổ địa ơi, con lợn này chỉ là cảnh cáo. Ông kêu chú thím phải cúng thêm một con lợn quay. Ai có công chăm đàn lợn phải cùng ăn thì ông mới chứng cho. Ông bắt một con rồi, mắc gì á tao phải cúng lợn quay cho ông nữa. Nếu không cúng thì mỗi ngày ông sẽ bắt một con, bắt hết lợn rồi không chừng ông lại bắt người. Nhà mình có thím là bé tốt nhất đó. Nhà mình còn lợn mẹ và 5 lợn con, ông phải mất 6 ngày để bắt hết. Giờ này mà ông còn tính giùm thổ địa nữa hả? Ông lâu quay con lợn gầy nhất đàn cúng ông đi, ông bắt hết á thì nhà mình ăn cám. Nhà thì nghèo mà lại ăn lợn quay, tôi nuốt không có nổi. Bà nuốt không nổi thì để tôi, phải ăn hết không may nó thiêu. Mày ngồi đó làm gì? Thổ địa nói những ai có công chăm đàn lợn đều phải ăn để ổng chứng mà thêm. Mày chỉ phá hoại, ăn làm gì cho phí. Thôi cho nó ăn vài miếng đi, chứ mình ăn làm sao hết. Ăn nhanh đi, hết giờ lưng bây giờ á.
nhà này làm gì vậy hả? Mà không dọn ở cái chuồng lợn. Cháu dọn rồi, nhưng tụi nó phá xuống, làm sao mà sạch được? Mày phải canh chừng chứ, thấy bẩn là dọn liền. Nhiệm vụ này là của hai chú cháu, mà sao chú toàn bắt cháu làm? Mày dọn nhanh đi, thím mày thấy bẩn á thì khỏi ăn cơm luôn đó. Đã ăn ít làm nhiều, mà suốt ngày kiếm cớ cắt cơm. Được bữa đi chợ mà nó vui như đi hội vậy đó. Lát nữa mày dắt bao cám lợn về á, xem có chạy nhảy vui vẻ được không. Cái nón của tao mà mày úp xuống đất vậy hả? Cần thấy một con chim đẹp lắm, chắc là chim quý nên mới lấy nón úp lại, kẻ nó bay mất. Đâu, cho tao xem. À, chim quý chắc bán được nhiều tiền lắm. Giờ cho mày hé ra là nó bay mất đó. Vậy tao cởi áo rồi, mày mở nón ra tao chụp liền á. Không được đâu, tay chân chú lóng ngóng, sao mà nhanh bằng con chim bay được. Bây giờ chú giữ cái nón, cháu chạy nhanh về nhà lấy cái tấm lưới ra vây lại thì chắc chắn bắn được con chim quý này. Đi lẹ đi, nhanh lên. Trời ơi, giờ này vẫn chưa thấy nó đâu hết á. Ê chim, hót cho đỡ buồn đi. Mày sợ quá hay sao mà im re từ sáng tới giờ vậy? Mày hay đứng trên lưng trâu hay sao mà hôi mùi phấn trâu vậy? Mày là chim quý phải đậu cành cao chứ. Ông kia, sao lại ngồi ôm cái nón giữa đường vậy? Tránh ra cho ngựa quan đi. Ngươi đang ôm cái gì đó? Dạ, bẩm quan, tôi ụp được con chim quý, đang chờ người nhà mang lưới ra bắt. Chim quý sao? Ta làm quan lớn nhất vùng này, chim quý phải là của ta. Ngươi tránh ra. Bẩm quan, chim này là con bắt được, sao lại bảo là của quan? Ngươi dám cãi lệnh ta? Ngươi chọn con chim hay là mạng của ngươi? Dạ bẩm quan, không phải chim. Tên kia, ngươi to gan lắm, dám lừa ta. Dạ bẩm quan, không phải tại con cũng bị lừa mà quan. Đừng nhiều lời, lĩnh đâu ánh nắng 20 gậy cho ta. Càng kêu càng đánh mạnh cho ta. Đau quá quan ơi. Sao chú lại đánh cháu? Mày lừa tao ôm phải phân trâu, làm tao bị quan lớn đánh sưng cả mông. Tao phải đánh trả mày. Cháu đâu có lừa chú, cháu vừa đói vừa hoa mắt vì chạy ngoài nắng nên nhìn nhầm thôi mà. Mày nói lao. Chú nào dám, sáng nay cháu có được ăn gì đâu, lại đi ngoài nắng chú thêm đừng bỏ đói cháu nữa, lỡ lại gây họa cho coi. Mày trời, đau quá. Ông làm gì mà cứ nhấp nhổm không yên vậy? Tôi muốn ngồi lắm mà ngồi không có được đây. Trời ơi. Trời ơi, vợ chồng tôi sắp phát điên như thằng củi rồi. Tại vợ chồng ông hiền quá thôi. Ông gọi nó đến đây, đời nào nó lừa được tôi. Ông gọi cháu sang đây có việc gì ạ? Nhìn mày có vẻ ngoan hiền, mà sao suốt ngày bày trò lừa gạt làm chú thím mày chịu khổ vậy? Hôm nay mày mà lừa được tao thì tao sẽ thưởng cho mày tiền. Cháu nào dám lừa ai, ông đừng nghe người ta nói bậy. Mày dám nói tao nói bậy hả? Làm nhanh cho tao còn uống rượu tiếp. Chỉ cần mày lừa được tao ra ngoài cổng kia thì ngay lập tức tao thưởng cho mày 5 quan tiền, có chú mày làm chứng nè. Hả?
ở trong sân, có phòng bị sẵn, thì cháu khó mà lừa ông ra ngoài cổng được. Hay là ông ra ngoài cổng thì cháu mới có cách lừa được ông vào đây. Được, tao không làm khó mày, lo nghĩ cách lừa tao đi. Cháu lừa được ông ra ngoài cổng rồi đó. Tao đã chuẩn bị xong đâu mà mày đã lừa. Lừa và bị lừa thì làm gì có chuẩn bị. Ông thua rồi, đưa tiền cho cháu đi. Ông giàu nhất vùng này, năm nguyên tiền thì có bỏ miệng gì. Đây là tiền cháu thắng cược, chú không được nói thuyền lấy của cháu đâu đó nha. Tao biết rồi, mày mau cầm tiền về đi, để tụi tao còn uống rượu tiếp. Chú cháu mày bắt tay lừa tiền tao, về hết đi. Từ nay đừng có giác mặt sang đây uống rượu nữa. Trời, hôm nay sáng quá, trên đất có ai không nhỉ? Có gì vui không? Biết đâu cha mẹ mình lại ở trên đó. Con xin quan giảm bớt thuế, năm nay mất mùa, quan thu hết tiền, nhà con biết sống sao? Ngươi sống sao thì kệ ngươi, lệnh vua băng xuống phải thu đủ. Dạ, con nghe quan quyện bên xin vua giảm thuế cho người dân mất mùa, con xin quan mở lòng từ bi. Vậy ngươi bê ruộng sang quyện bên mà cày cấy, lục hết sạch tiền trên người hắn, thiếu đồng nào đến nhà hắn lục tiếp. Dạ. Tuy tinh tranh phá phách nhưng trong cụi vẫn có phần trượng nghĩa, nên thấy chuyện bất bình thì lại muốn trừng trị kẻ lộng quyền. Kia, làm gì như đó vậy? Bẩm quan, cô mây tiền vàng ra chợ cho cha tậu trông, đi ngang qua đây gió thổi con ngã xuống sông. Con lặn tìm nãy giờ mà chỉ tìm được vài quán tiền, còn vàng như này. Mày tìm đến ngày mai cũng không thấy, dưới sông có thùng luồng đó, nó nuốt mất rồi. Mày lên ngay để tao tắm. Nè nè nè, các người xuống kỳ lưng cho ta. Dạ. Nhớ tìm cho kỹ, tìm thấy đưa ngay cho ta. Dạ. Bẩm quan, đây là nhà thằng cụ dám lấy quần áo của quan dứt xuống sông, cưỡi ngựa của quan thả ngoài đồng, làm quan và tụi con chạy bộ về phủ. Thôi, ngươi không cần nói cái đoạn đó. Ôi, quan lớn và hai anh vẫn còn sống hả? Mày dám chuột ẻo tao chết hả? Dạ bẩm quan, con đều dám. Chiều qua thấy quan và hai anh lính xuống sông tắm lâu quá, con tưởng con thuần lường, mà quan nói đã nuốt chửng ba người rồi. Con sợ quá, ôm quần áo của quan ném xuống sông, để quan xuống dưới đó có cái mà mặc. Sao ngươi dám cưỡi ngựa của ta thả ngoài đồng? Dạ, con tới tìm người cứu quan, mà con nào biết cưỡi ngựa nên bị nó hất té xuống đất, rồi nó chạy mất tiêu. Con ngất luôn, đến tối rồi chạy về nhà, chẳng biết quan sống chết sao, nên không dám kinh động đến mọi người. Mày dám lừa tao dưới sông có vàng hả? Quan nói xuống sông tắm, đâu có nói là tìm vàng giùm con. Mụ là mẹ nó mà không quản, để nó ra được nó càng nổi bậy. Mày đâu, đánh cho mụ ta 10 gậy để nhớ mà dạy con. Dạ. Dạ bẩm quan, con không biết gì đâu. Ôi trời ơi, cái mông của tôi. Cũng bởi thằng cháu quý quá của ông á, nó còn gây quả gì cho cái nhà này nữa đây. Cái thằng này, phải cho nó một bài học để bỏ cái tục nói láo. Đúng rồi. Chú thêm định đưa cháu đi đâu vậy? Mày suốt ngày chỉ gây quả, nuôi mày á, chắc có ngày vợ chồng tao bị quan tống vào ngục à. Đúng là nuôi ông tay áo. Vợ chồng tao đưa mày ra bờ sông, đợi nước sông lên đẩy mày đi đâu thì đi. Cha mẹ cháu mất sớm, vợ
Vậy còn chú thêm đây nương tựa, chú thêm đỡ lúc nào? Mày đừng có ra vẻ đáng thương, tụi tao không có bị lừa nữa đâu. Có ai không? Cứu tôi với! Có phải lão thầy bói mù không? Ai đó? À, tôi là thằng Câm Đạt Vinh. Ông đi đâu đêm hôm thế này? Tôi mù thì ngày đêm có khác gì? Ờ, sao thằng Câm lại nói? Con sông này thiêng lắm, vào đêm rằm ai bị bệnh cứ chui vào rọ chờ nước lên uống ra giữa sông tắm trăng là khỏi bệnh. Tôi mới khỏi đây. À, vậy chữa được mù không? Được chứ sao không. Ông nhanh mở rọ giùm tôi, tôi cho ông vào rọ chữa sáng mắt kẹo hết đêm rằm. Thầy bói mà cũng tin là bà xà bà lắp của tôi sao? Bỏ rọ rồi xong thì chỉ có chết thôi. Chú Thêm muốn vứt bỏ mình thì mình nên đi thôi. Chắc thằng Cụi sợ chết khiếp rồi. Mình bỏ rọ như vậy á, nước không có đến được. Lần này về nó mà ngoan ngoãn ha, tôi cho nó ra trường làng học hành đàng hoàng à nha. Thì ra chú Thêm chỉ định hù dọa cho Cụi sợ, nhưng Cụi tuổi thân đã bỏ đi thật. Ông có thấy thằng bé bị nhốt trong rọ này không? Nó lừa tôi cỡ rọ cho nó chạy mất, tôi tức không đi nổi đây. Lão thầy bói mù nổi tiếng ở làng bên mà cũng bị nó lừa nó sao? Nó là thằng của gian danh nói láo dùng này sao? Tôi qua nghe giọng tôi đã nghi rồi, giờ thì tôi sáng mắt thật rồi. Không biết giờ này nó đi đâu nữa. Nó lừa được cả thiên hạ thì chắc không có chết đói đâu. Nó đi chán á lại tìm về thôi. Ông nhớ cầm cái rọ về để nhốt lợn nghe. Từ ngày rời nhà chú Thím, Cụi đi khắp nơi làm đủ mọi việc sống qua ngày. Thời gian trôi, Cụi dần lớn lên, trở thành một chàng trai chăm chỉ, hiền lành. Hằng ngày, Cụi vào rừng đốn củi mang ra chợ bán, tối về ở trong căn nhà nhỏ ven rừng. Thank you.
Tao chỉ lấy củi, không làm hại con vật nào. Mày muốn giết tao nên tao phải đánh trả thôi. Xin lỗi nha. Sau khi giao chiến và đánh thắng cọp dữ, Cụi ngồi nghỉ mệt dưới gốc cây thì vô tình chứng kiến cảnh tượng bất ngờ. Ngươi vẫn còn sống sao? Thật thần kỳ. Nhưng giờ mình mà xuống, có khi mẹ con nhà hổ còn đang trốn ở đâu đó cũng nên. Từ từ rồi xuống cho chắc ăn. Trời ơi, mình cũng quên mất. Cây này thật kỳ lạ. Nó có thể cứu con vật đã chết sống lại khỏe mạnh. Mình phải đem nó về làm thuốc cứu người mới được. Nhờ đụng độ với con hổ mà mình tìm được cây quý. Đúng là trong cái rủi có cái may mà. Ông ơi, ông bị làm sao vậy? Chẳng còn chút hơi nào. Chẳng lẽ ông ấy chết rồi sao? Cậu là ai? Làm sao mà cậu cứu được ta? Dạ, con là Cụi. Con cho ông ăn lá cây này nè. Đây là cây thuốc quý trên trời gửi xuống để con cứu người. Nhưng mà con phải nhớ, tưới nước sạch cho cây, đừng tưới nước bẩn, cây bay về trời. Hằng ngày Cụi vào rừng kiếm củi và lấy nước suối về tưới cho cây quý. Con ơi là con. Con ơi, cha mẹ làm sao cứu con được đây? Dạ xin hỏi nhà mình có chuyện gì vậy? Đứa trẻ nhà chúng tôi bệnh nặng, chúng tôi đưa nó đến ông làng, mà giờ hết sạch tiền mua thuốc. Ông làng nói đưa nó về nhà chờ chết thôi, nhà chẳng còn gì để bán nữa. Con ơi, con đừng bỏ mẹ cha con ơi. Con ơi. À, mọi người ở đây chờ tôi nha. Có lẽ tôi sẽ giúp được. Chị hãy nhai nát lá này mớm cho cháu. Cho cháu uống thêm miếng nước cho dễ nuốt. Sao cha mẹ lại khóc vậy? Con tôi sống rồi, con tôi đã sống lại rồi. Thần y, cảm ơn người đã cứu con trai chúng tôi. Chúng tôi biết lấy gì tạ ơn người đây? Không sao, tôi cứu người không cần trả ơn.
Từ đó, Quỷ dùng lá thuốc quý cứu người, không mất tiền mà lại được khỏi bệnh nặng. Người chết thì sống lại, nên tiếng lành đồn xa. Những người ở tận nơi xa cũng đến cổng nhà Quỷ xin lá thuốc. Ở đây có chuyện gì mà người dân tập trung đông vậy? Dạ, đó là anh Quỷ, người có cây thuốc quý có thể cứu người mới chết sống lại, người bệnh nặng khỏe mạnh. Thật sao? Bán lá thuốc cứu người như vậy, chắc hẳn anh ta giàu lắm. Anh Cụi chẳng lấy tiền của ai bao giờ. Đó, nhà anh Cụi chỉ là căn nhà tranh vách đất ở cuối giường kia thôi. Thật là người tốt hiếm thấy. Đó là cô hai nhà phú ông, nhà người ta lắm tiền nhiều của, anh đừng có mơ tưởng. Tôi nghèo hèn, nào dám mơ tưởng hảo quyền. Cô nương sao lại chặn đường ta? Dạ anh Cụi. Anh Cụi ơi, xin anh hãy cứu cô hai của nhà tôi đi anh Cụi. Lan Y dùng này rất giỏi, phú ông cần người cứu thì đi tìm Lan Y, sao lại tin kẻ hèn như tôi chứ? Dạ, chỉ có anh mới cứu được cô hai của tôi thôi. Cô hai đi chơi sẩy chân té xuống sông, mọi người vớt lên thì đã ngưng thở rồi. Con gái của ta, con đã sống lại rồi. Cậu đúng là thần y, là ân nhân của nhà tôi. Cậu muốn gì chúng tôi sẽ đáp ứng. Dạ, xin ông đừng quỳ như vậy, tôi chỉ làm việc cần làm thôi. Cha ơi, anh Cụi trước giờ cứu người không cần trả công, cha đừng nói chuyện tiền bạc, người ta phật lòng đó. Dạ, tôi may mắn được trời cho cây thuốc quý cứu người, xin ông đừng áy náy. Cô hai khỏe mạnh lại là tôi vui rồi. Con gái ta nợ cậu một mạng, ta xin gả con gái của mình cho cậu để đền ơn cứu người. Dạ, tôi nào dám. Tôi chỉ là anh tiều phu nghèo, con gái ông sao có thể chịu khổ được. Con gái xin nghe lời cha mẹ. Con gái ta không sợ khổ thì cậu sợ gì? Cậu là người tốt bụng, chẳng tham lam, lại trọng tình nghĩa. Có con rể quý như vậy, ta rất vui lòng. Vậy con xin nghe lời cha sắp đặt. Nhà ta chỉ có vậy thôi, nàng đừng chê cười. Ta đã quyết gả cho chàng thì đối khổ gì cũng chịu. Cảm ơn nàng, ta sẽ chăm chỉ làm việc để nàng đỡ cực. Chàng chờ ta một lát. Giờ ta đã là vợ chàng, chứ không còn là cô hai nhà phú ông nữa. Của hồi môn cha mẹ cho ta, ta sẽ trồng thêm rau, nuôi thêm gà để cùng phụ chàng. Đây là cây thuốc quý trời ban cho ta cứu người. Nàng nhớ, chỉ tưới cây bằng nước suối ta mang về. Nếu tưới nước bẩn, cây sẽ bay về trời. Chàng thật tốt bụng, ta sẽ chăm sóc cây thật tốt để chàng giúp thêm được nhiều người. Mày có phải là Cụi không? Tôi là Cụi. Mày có lá thuốc có thể cứu người chết sống lại đúng không? Vậy hãy mau giao lá thuốc ra đây, để tao cứu đại ca của tao. Hả? Đại ca của anh làm sao mà chết? Lũ tao là băng cướp, ai cũng sợ. Đại ca tao bị quân lính của quan quay bắt đánh chết. Mày phải cứu đại ca của tao, tao sẽ trả công hậu hĩnh.
Tôi cứu người không cần trả công, nhưng tôi không dám cứu đại ca ông đâu. Quan lớn biết được sẽ bắt tội tôi mất. Thằng này chán sống rồi. Ừ, đánh nó trận coi nó tự cứu mình được không. Lá thuốc phải vào tận rừng sâu mới hái được, nhưng quan lớn đã đánh chết thì tôi không dám cứu đâu. Ê, tụi mày, lính quan đi tuần sắp qua đây, ngày lẽ thôi, đại ca tận số rồi. Tứ bọn cướp đã rời đi, nhưng cụi không ngờ bọn chúng nuôi hận và quay trở lại trả thù. Nó đi rồi, vô phá nhà, giết chết vợ nó, xem thuốc tiên của nó có cứu nổi không. Vợ ơi, nàng đừng chết mà. Vợ ơi, nàng ấy đập đầu vô đá vỡ đầu, mất não rồi không sống được nữa. Còn nước còn tát, mình sẽ đặt một bộ não cho đàn ấy ăn thêm lá thuốc quý. Ông trời ơi, xin người thương vợ con mà cho đàn sống lại. Đang làm gì mà giái lại ly lịa vậy? Nàng đã sống lại rồi. Nàng đã sống lại rồi. Tạ ơn trời đất, tạ ơn trời đất. Chàng ơi, nhà chúng ta bị trộm rồi. Trộm gì? Nhà mình có gì quý đâu. Chàng ra giường mà xem, giường rau bị trộm cắt sạch rồi. Nàng lại quên, hôm qua ta và nàng cắt hết rau mang ra chợ bán rồi. Đầu óc ta dạo này hay quên thiệt. Thôi, để ta đi dọn cơm cho chàng ăn nha. Nhà mình mới ăn cơm xong mà. Vậy thôi, ta đi ngủ cho lành, dạo này ít ngủ quá nên hay quên. Từ ngày ta lấy đất sét làm não, nàng ấy cứ lúc nhớ lúc quên. Tội nàng ấy quá, vì ta mà chịu khổ. Cũng vì đầu óc lúc nhớ lúc quên nên vợ cụi quen bén lời chồng dặn. Đi đâu mà giờ này chưa chịu về? Cây quý chỉ được tưới nước suối sạch mát. Cái cây này héo rồi, mình phải tưới nước cho nó xanh tươi. Tưới nước dơ sẽ róc rách bay về trời. Hả? Chuyện gì vậy? Cái cây này có ma rồi chàng ơi. Ta mới tưới nước giặt quần áo cho nó thì nó đòi bỏ cuộc. Là vợ ơi là vợ, lại quên lời ta dặn rồi sao? Nhanh cứu ta, phải giữ cây quý để còn cứu người nữa. Cụi đi rồi, phú ông thương con nên đón về nhà chăm sóc. Từ đó, vào những đêm trăng nhìn lên bầu trời, chúng ta vẫn thấy chú cụi ngồi dưới gốc cây thuốc quý, nhìn về trái đất giữa dần trăng tròn dành dành.
cũng ngon quá. Hôm nay là một ngày thiệt đẹp. Ai mà đẹp thế này? Một gương mặt xinh đẹp nhất trong rừng chính là cáo ta chứ còn ai. Chào chị cáo, chúc chị buổi sáng tốt lành. Ôi, ai đây? Sao mà trông ghê quá vậy? Em là cốc tía đây. Nhà ngươi có phải là thằng cốc tía lưng đầy mụn đó không hả? Dạ em đây. Chị đang làm gì đó? Ta với nhà ngươi có chị em gì mà gọi chứ. Mau đi đi, đừng có lây những cái mụn cốc lên bộ lông xinh đẹp của ta. Em sinh ra đã mang mụn cốc này rồi. Gia đình em đều có mụn cốc trên người. Nhựa cốc trên lưng là để bảo vệ. Mặc kệ lý do gì, ta không chơi chung với kẻ xấu xí như nhà ngươi đâu. Mau đi đi. Con cô quậy, con cô quậy à, con cô quậy à. Vừa đánh trống hay quá. Tôi đang tìm một người để cùng tôi lập một ban nhạc. Tôi đánh trống và bạn ấy hát. Hay quá, cho mình hát chung nha. Được không? Phải thử thì mới biết. Đã xấu rồi, còn hát dở tệ à. Tưởng cổ to thì hát hay, ai ngờ lại dở đến như vậy. Đừng hát nữa. À, vậy bạn dạy tôi đánh trống nha. Xấu xí mà cũng đòi đánh trống nữa hả? Nè cua, ta khuyên ngươi nên đuổi nó đi. Cạo mấy cái mụn cốc xấu xí của nó đó, làm ô nhiễm nguồn nước đó. Tôi chỉ muốn chơi với mọi người thôi mà. Không ai làm bạn với nhà ngươi đâu. Mau đi đi. Thôi thôi, bạn đi đi, bạn đi đi. Mau cút đi. Tôi đi ngay, đi ngay, đừng kẹp tôi. Này cua kia, sao ngươi kẹp ta? So với vẻ xấu xí của bạn cốc, giọng cười của chị còn đáng ghét hơn. Mau đi đây, nếu không tôi kẹp đứt đuôi bây giờ. Ta là cô Sam, ta đi dân câu cá ở đâu mau ra đây nào. La 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 la. Quái, cây cần câu của mình đâu rồi ta? Ai là ai đã ăn cắp cây cần câu của mình rồi? Ai, ai vừa cười đó? Dạ là cháu, là cốc tía ạ. Ồ hay, sao ta không thấy cháu? Cháu nấp trong lùm cây làm gì vậy? Dạ tại cháu xấu xí nên sợ ra ngoài sẽ làm mọi người sợ và chê cười. Ồ, tưởng chuyện gì, ra đây nào, bác không sợ cháu đâu. Cháu chào bác gấu. Bác đang đi đâu đó? Bác đang đi câu cá, nhưng thật là quái lạ, ai đã lấy mất cần câu của bác rồi? Cần câu vẫn nằm trên vai bác, chứ có mất đâu. Ta lẩn thẩn mất rồi. Ủa, mà sao cháu không ở bờ hồ mà lại lang thang ở đây vậy? Dạ, tại mấy bạn chê cháu xấu xí, không ai thèm chơi với cháu. Cháu có sao không? Bác xin lỗi nghe. Định an ủi cháu mà xem ra bác mạnh tay quá. Cháu không sao. Cốc tía nè, cháu là một cậu bé tốt bụng, rồi mọi người sẽ hiểu ra tấm lòng của cháu thôi. Cháu phải mạnh mẽ lên. Dạ cháu hiểu rồi. Cháu cảm ơn bác gấu. Cháu sẽ luôn luôn sống vui vẻ và giúp đỡ mọi người. Tốt lắm. Giờ thì hãy đi câu cá với bác nào. Chúng ta luôn vui vẻ. Chúng ta luôn vui vẻ. Mm-hmm.
ngon quá. Mình phải vét sạch mật ong này mới được. Ta là cốc tia. Chị cáo lại đi ăn cắp công sức của chị ông. Mình phải trừng trị cho cáo một bài học mới được. Chị cáo đang làm gì đó? Không được phá đám. Hút, hút đi mau. Tổ ông cao như vậy, chị trèo lên coi chừng té đó. Sao chị không lay cho nó rớt? Nó cũng đúng lắm á. À, còn cáo định ăn cắp một ông của mình hả? Chờ đó, ta sẽ cho ngươi biết tay. Chị cáo ơi, bây giờ trông chị chẳng khác gì tôi cả. Thằng cua kia, từ ngày mai ngươi không được đánh trống nữa. Vậy sao không cho tôi đánh trống? Vô lý quá. Ngươi đánh trống ôm đến giấc ngủ của ta. Đây đâu phải đất của anh. Anh lấy quyền gì mà cắn tôi? Ta chính là chúa tể Sơn Nam. Lời của ta chính là lệnh. Ta lệnh cho ngươi không được đánh trống nữa. Thật quá đáng mà. Vui tươi, ta là gấu xám. Ta là gấu xám, ta luôn vui tươi. Ta là gấu xám, ta luôn vui tươi. Người hơn trước, nhưng Kay vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi lời nguyền của quỷ. Mảnh gương dở trong tim vẫn còn đó, chưa hề tan biến. Kay vẫn không nhớ được về bà ngoại và Jenny. Năm nay mặt trời lên nóng quá. Các con mau lên xe tuần lộc. Chúng ta chạy về phía Bắc Cực thôi. Kay ơi, Kay ơi. Xong rồi bà ơi, chúng ta đi thôi. Kay, con có muốn đi cùng với chúng ta không? Nếu con cần trở về nhà thì bà cũng sẽ đưa con trở về. Bộ con có nhà hay sao? Tại sao con không nhớ gì hết vậy? Là con người thì ai mà không có gia đình người thân chứ. Nếu con... Bà ơi, con sắp tan chảy rồi. Bà ơi, chúng ta mau đi Bắc Cực nhanh đi. Người ta quay tơ để dệt vải, sao bà lại tạo ra các con chim? Bà là ai? Ta là phù thủy, sống khá lâu trong rừng rậm này. Cô bé, phù thủy thì đáng sợ lắm sao? Bà ngoại của Kay kể phù thủy rất độc ác. Nhưng ta thì khác, ta không độc ác như lời kể đâu. Bà phù thủy rất hiền. Mỗi guồng quay, ta sản xuất một đôi chim để các ngươi bay cùng nhau hay ra bờ sông chơi nha. Cảm ơn bà. Chúng cháu sẽ bay về với bà. Có khi rủ bạn về chơi nữa. Ta cô đơn lắm. Ngoài những lúc bào chế vật dụng ra thì hàng ngày chỉ làm bạn với lũ chim thôi. Đây là nhà của ta, cháu có thể ở đây hoài cũng được. Kay, con lấy áo mặc vô đi. Con cảm ơn bà. Mùa đông năm sau, có lẽ con cũng đã hết bệnh. Ta sẽ cho con trở về nhà. Con người ai cũng phải có cội nguồn gốc gác. Cảm ơn bà, nhưng từ khi gặp bà, con không nhớ gì hết. Tốt nhất là cứ đi tới, khi nào nhớ thì con trở lại sao? Suối ơi, bạn chạy đến đâu vậy? Tôi đi đã mấy ngày rồi mà chẳng đến được đâu cả.
Khê có đi theo dòng nước này trước tôi không? Tại sao con lại đi lạc đến đây? Hãy kể rõ cho bà nghe được không? Bà ơi, nguy rồi, có người lạ tới, người lạ tới. Cánh cục, con làm gì mà mất bình tĩnh vậy? Khê, lại đây. Cô bé này xinh đẹp quá. Đi đâu mà lại lạc đến tận đây? Giờ bất tỉnh rồi vì quá lạnh. Bà giúp cô ấy tỉnh lại đi. Không được đâu, hơi lạnh của ta có thể làm con bé chết cống đó. Con giúp cô ấy đi. Ôi, chiếc áo này ấm áp quá. Ở đây là đâu? Bạn nhỏ kia, ngươi là ai vậy? Ta nghe hơi ấm của ngươi truyền sang ta luôn. Tôi lớn vậy mà cô kêu tôi là bạn nhỏ hả? Ở đây là Bắc Cực, mà cô là ai? Từ đâu tới? Ta là công chúa Lina. Chắc người có nghe qua tên ta rồi phải không? Bạn nói sao? Bạn là công chúa? Thật không nhở? Công chúa gì mà chết cống một mình, không ai hầu hạ hết trơn. Ta đi chơi có đông đủ người hầu, nhưng lạc vô xứ lạnh. Họ... thiệt giờ ta không biết họ ra sao nữa. Người làm ơn cứu con ngựa của ta đi, để nó chết thì ta không thể trở về. Nhưng tôi thấy công chúa hơi giống một người. Người nào thì nhớ không có ra. Thôi công chúa ở lại đây chơi đi. Chào mừng công chúa. Có khách quý đến đây, ta phải tìm thêm một chiếc áo ấm nữa mới được. Jenny vẫn nhớ về người bạn nhỏ tên Kay. Jenny biết mình sẽ phải lên đường tìm bạn, không thể sống mãi cùng với bà phù thủy, dù được bà thương yêu chiều chuộng. Bà biết cháu ở đây thì lòng lại buồn bã vì nhớ bạn. Nếu cháu muốn đi thì cứ đi, nhưng chờ đợi bà làm ra một vật quý sẽ giúp cháu trên đường tìm bạn để phòng thân. Dạ, cháu xin nghe lời bà. Thôi được rồi cháu bé à, giờ hãy lên giường mà ngủ đi. Công chúa nhỏ, đây là chiếc giường của cháu. Nằm trên giường này, cháu sẽ có giấc ngủ ngon và những giấc mơ đẹp. Bà rất giống bà ngoại của Kay, cháu thương bà lắm. Bà cũng ngủ ngon nha. Ta là phù thủy hiền lành tốt bụng mà. Cháu bé thật dễ thương. Phải chi cháu quên cậu bé tên Kay gì đó mà yên lòng ở lại đây với ta thì tốt lắm. Ta thật là cô độc mà. Cái kính này lạ quá à, ở đâu em có vậy? Em thấy một thằng bé nó cầm sôi lên một chiếc lá cây. Ui, nó hiện rõ từng cái gân lá. Em nghĩ nếu cầm nó sôi vào bụng sư phụ chắc thấy rõ tim can phèo phổi còn hết trơn luôn à. Rồi em lấy của nó hả? Không phải, em ló mặt ra nó trông thấy liền hét lên kinh hoàng, bỏ đồ đạc lại mà chạy. Trời, ác quỷ, má ơi, cứu con. Phải chi em đừng để cậu bé trông thấy thì nó đâu có bỏ lại bảo vật này ha. Anh thấy em lạ ghê á. Đã là quỷ mà lúc nào cũng thương người. Trần gian đầy người tốt rồi mà em. Chúng ta có bổn phận làm người xấu cho đều. Em tính tiếp tục đi kiếm thằng Kay, rồi thằng nhỏ nữa để trả kính này cho nó. Nhưng phải sôi vô bụng sư phụ với bụng của anh trước đã. Ủa sao bụng anh đang thui vậy? Không thấy gì hết trơn. Để coi bụng sư phụ coi sao ha. Sao tụi bay không ngủ đi mà soi cái gì? Đã là quỷ rồi á thì làm gì có lòng hay ruột mà thấy. Tụi bay muốn đi đâu thì đi, miễn là quay về, tao sẽ không ép tụi bay chế tạo gương nữa. Dạ. Cô công chúa nhỏ bé kia, cô muốn rời khỏi nơi đây thì cứ việc đi.
Sao còn lôi kéo Kay đi theo như vậy? Dạ, mong bà thông cảm. Tôi cần Kay đưa tôi ra khỏi vùng đất lạnh giá này. Kay có số phận đặc biệt, cần phải thêm một thời gian nữa thì cậu ấy mới trở lại bình thường. Nếu ngươi không trả Kay, ta sẽ mang băng tuyết đến hoàng cung đó. Tuần Lộc đâu? Mau đưa hai đứa trẻ này đi giúp ta. Tôi ở đây quen rồi, rời khỏi nơi đây cũng thấy điều gì đó luyến tiếc. Bà chú Tuyết đó dữ ghê, sao Kay có thể ở với bà ấy được vậy? Không đâu công chúa, bà ấy nhìn dữ và lạnh lẽo, nhưng trái tim rất ấm áp. Bà ấy giúp tôi sửa nhiều tật xấu, tóm lại là bà ấy giỏi lắm. Vậy Kay định sống với bà ấy tới lớn hay sao? Tôi định nói Kay hãy về hoàng cung với tôi. Không được đâu, bà chú Tuyết đang biết về cuộc đời tôi. Chỉ có bà ấy biết tôi là ai và đến từ đâu. Tôi chỉ nhớ hình ảnh lờ mờ về một cô bé, hình như cũng xinh xắn như công chúa vậy đó. Bà ơi, bà đâu rồi? Bà ở đây, bà ở đây. Bà đã chuẩn bị sẵn thức ăn sáng cho con rồi đó. Hãy ăn đi để có sức lên đường. Bà ơi, bà bị sao vậy? Bà bệnh thì cháu không thể đi ngay bây giờ được. Bà không sao cả. Chỉ vì thức cả đêm không ngủ nên mới như vậy thôi. Tại sao bà lại không ngủ vậy? Nè, chiếc áo này làm từ những bông hoa hồng. Con mặc vào, nó có thể giúp con mùa hè không thấy nóng, mùa đông không thấy lạnh. Còn đôi giày này, bà làm từ lông các con chim. Khi con mang vào, thì con có thể đi và phóng nhanh như là chim theo ý muốn của mình. Lông các con chim của bà sao? Các bạn ấy hy sinh vì cháu sao? Chẳng có đứa nào phải hy sinh cả. Thôi, đi đi. Đừng có ở đây mè nheo nữa. Thế là Jenny mặc áo và mang giày bà phù thủy cho, rồi chia tay bà trong nước mắt. Trên đường đi, cô bé đa cảm cứ thúc thít, sụt sùi. Em không ngờ lúc này sư phụ lại hiền quá vậy luôn á. Ừ, sư phụ thì lúc nào cũng vậy. Mang tiếng là quỷ thì ông phải tỏ vẻ là hung dữ ác độc. Chứ em đã thấy ông hại chết ai bao giờ chưa? Ừ, anh nói em mới cảm thấy đúng là vậy. Mình mang cái mặt quỷ này người ta cũng sợ. Hay là mình biến thành cái gì đó đi. Nhưng phép thuật em học chỉ biến được thành mấy con vật nhỏ nhỏ thôi à, không có biến thành người được. Ừ, anh cũng vậy. Hay ta biến thành con quạ đi. Ôi, con cái nhà ai mà xinh đẹp quá vậy ta? Đây là xe tuần lộc của bà chú Tuyết mà. Cô gái này liên quan gì đến bà chú Tuyết vậy? Em cũng thấy lạ. Anh ở đó chờ đi, em tìm hiểu rồi sẽ trở về nhanh thôi. Kay ơi, sắp đến hoàng cung rồi, bạn ngộ cũng khỏe. Cậu bé chào công chúa đi, chúng ta quay về thôi. Phải, chúng ta quay về thôi. Không được, không được. Ta về một mình biết ăn nói sao với cha mẹ đây. Ta năn nỉ Kay, bạn chỉ cần đưa ta vào chào cha mẹ ta thôi. Công chúa biết bày trò ghê á. Thú thật với Kay, ta còn muốn đi chơi nữa. Nè anh hú ta, anh thấy làm quả sướng không? Đi tìm hoài không thấy Kay, mới quá ra con quả thì thấy liền. Em nói vậy là sao? Kay cùng đi với cô gái xinh đẹp đó hả? Ừ, bà chú Tuyết cho xe tuần lộc đưa cô công chúa này về hoàng cung, mà cậu bé Kay là người đưa về. Mình đi cả một đoạn đường khá xa rồi, biết đi đâu tới đâu mới thấy Kay. Giờ đi về hướng nào đây? Kay ơi, cậu đang ở đâu? Vì người bạn nhỏ thất lạc mà Jenny rời khỏi ngôi nhà êm ấm của mình, phải tạm biệt những ngày yên vui bên bà phù thủy hiền lành và khu rừng hoa thơm cỏ lạ để tiếp tục tìm Kay. May mắn thay,
Jenny gặp được đôi quạ đen, chính là quỷ nhỏ Huti và Huta muốn làm việc tốt nên quá thành. Cây, cô bé nói gì vậy? Cậu bé cây sao? Hình như cô bé này cũng đi tìm cây. Chắc không phải đâu. Trời đất rộng mênh mông, sao có chuyện trùng hợp vậy? Hay là mình hỏi đi. Quá, quá, quá. Cô bé ơi, nhìn lên cây nè. Ơi, nhìn lên cây nè. Cô bé ơi, cô đi đâu một mình vậy? Mau về nhà đi. Cô đừng sợ, chúng tôi là quạ, không có làm hại cô đâu. Quạ ơi, nhà tôi xa lắm. Mỗi ngày tôi càng rời xa ngôi nhà ấm áp của tôi để đi tìm một người bạn tên Kê. Tên tôi là Huti. Cô bé hãy chạy dưới cánh của chúng tôi cho đỡ bị ướt. Trời tối rồi, mau ra khỏi cánh rừng này đi. Tôi thì tên là Huta. Tôi biết một chỗ trú. Cô bé hãy đi cùng chúng tôi đến đó. Dì ơi, hãy đưa ta đi nhanh như bạn quả. Cảm ơn quả Huti và Huta đã giúp tôi có chỗ trú. Nếu không thì tôi bị ướt hết rồi. Cô bé là ai? Sao lại đi một mình? Tại sao đôi chân cô bé có thể chạy nhanh như là chim bay vậy? Ta trông cô bé không phải là người bình thường. Thôi, cô bé khoan hãy nói. Cô ngồi đây hơ lửa cho ấm trước đi. Để chúng tôi bay quanh đây kiếm ít củi và kiếm đồ ăn cho cô ăn ha. Hai bạn đừng đi. Tôi không thấy lạnh và nóng. Cũng nhờ chiếc áo này bà phù thủy đã tặng cho tôi. Ôi, gà nướng thơm quá. Có phải bà phù thủy ở sát vách núi không? Ta biết bà ấy. Bà ấy rất hiền, nhưng nơi ở của bà ấy rất là xa nơi đây. Sao cô bé đi nhanh tới vậy? Bà ấy đã cho tôi đôi giày này làm bằng lông chim. Hèn chi cô đi nhanh như vậy. Cô bé trông rất ngoan, mà sao dám bỏ nhà đi một mình? Cô có sợ quỷ không? Trước kia tôi rất sợ ma quỷ, nhưng giờ không sợ nữa. Tôi phải đi tìm bạn Kay. Cậu ấy rất tốt, bỗng dưng thay đổi tính nết rồi bỏ nhà đi. Bà ngoại rất thương nhớ cậu ấy. Cậu bé tên Kay. À, Huti, có phải đó là nạn nhân của chúng ta không? Quả nói sao? Tôi không hiểu gì hết. Cô bé không thể hiểu được đâu. Chuyện dài và rắc rối dữ lắm. Nhưng trùng hợp làm sao, chúng tôi đã thấy Kay. Hả? Hai bạn đã thấy Kay? Cậu ấy đang ở đâu? Tôi đã trông thấy Kay đang ở hoàng cung. Kay đang làm bạn với công chúa Lina. Lina, con ham chơi quá, dám trốn cha mẹ ra khỏi cung để đi chơi. Con có biết ra bên ngoài nhiều nguy hiểm lắm không? Phải đó, đã vậy còn làm phiền đến bà chúa Tuyết, cho người đưa con về nữa. Con nên ở nhà học hành cho giỏi chứ. Thưa cha mẹ, nhờ có đi ra ngoài, con mới biết được cuộc sống của người dân. Phong cảnh của Dương quốc rất là đẹp, nhất là con có thêm được các người bạn ở Bắc Cực. Ôi, thôi thôi thôi, Jenny, cô bé đừng khóc. Tôi không chịu nổi khi thấy những giọt nước mắt trong veo của cô đâu. Vậy hai quả có thể giúp tôi đi đến hoàng cung được hay không? Để tụi tôi nghĩ cách nha. Nhưng giờ cô phải ngủ một chút để lấy sức đã. Dừng lại đi cô bé, không được đâu. Đã đi đến đây rồi, tại sao phải dừng lại? Một bé gái nhỏ xíu như cô không bao giờ được phép vô lâu đài. Hay là quà vô nói giúp để Kay ra đây đón tôi. Kay mà biết tôi ở đây chắc chắn sẽ vui lắm. Chúng tôi vô nói, liệu cô ấy chắc gì sẽ tin. Không được đâu. Cô bé nghe nè, tụi tôi bay vô trước. Tôi có một chút phép thuật giúp cô tàn hình thật nhanh để qua cổng. Nhanh nha, nếu không hết phép thì hiện nguyên hình lại giữa chừng đó. Hai bạn quả yên tâm, tôi còn có đôi giày đi nhanh mà. Ủa, sao có làn khói thơm thổi qua người mình vậy ta? Hai con quả này đâu có mùi thơm như vậy được. Em nghe anh ta nói không? Chẳng khác nào nói mình thối lắm vậy. Quay lại phá anh ta cho vui. Đừng anh. Công chúa Lina, cô định đưa tôi đi đâu? Thôi, không, không thể như thế được. Tôi vào đây đàng hoàng, thì ra cũng phải bằng cổng chính chứ. Ta đâu có muốn trốn đi như vậy. Phụ vương và mẫu hậu cứ bắt ta phải học hoài,
Họ không hiểu cảm nhận của ta là cần phải có sự vui chơi và trải nghiệm. Ta muốn đi chơi để trải nghiệm mà. Ồ, lời công chúa nói cũng đúng. Nhưng lời người lớn nói đúng hơn. Họ sợ chúng ta gặp nguy hiểm á. Cậu không đi theo ta thì ở luôn trong hoàng cung. Còn ta thì đi đấy. Nhưng mà đi đường nào, khắp nơi đều có lính. Đi vào đường hầm. Trường hoa tuyệt đẹp. Anh làm ơn đừng gây sự với ai nữa, mất công lỗ hết chuyện à. À, mà Jenny đi đâu rồi ta? Anh bay đi kiếm cô bé, còn em thì vào bếp xem có gì ăn không nha. Hôm qua ăn hết thức ăn của Jenny rồi, đói quá. Bánh tôi lấy từ trong nhà bếp đó, cô ăn đi. Cảm ơn bạn Hoàng nhiều nha. Tôi phát hiện một cầu thang dẫn lên phòng khách quý của hoàng cung. Có lẽ Kay đang ở đó. Cô ăn nhanh lên, chúng ta sắp gặp Kay rồi. Vui quá, chắc chắn Kay sẽ vô cùng ngạc nhiên. Ôi, đã lâu lắm rồi, chúng tôi không gặp nhau. Hai quả nghĩ coi, Kay có thay đổi gì không? Ha ha, chắc có chứ sao không. Cô cũng vậy mà. Ôi, không ngờ có ngày hai con quỷ xấu xí như quả chúng tôi có thể làm việc tốt. Ta hiểu rồi. Vậy là Kay đã bị giữ lại ở hoàng cung. Nhưng cậu bé Kay có một vết thương. Ta không rõ nguyên nhân. Nhưng giờ cậu ấy đi về hoàng cung. Chỗ...